chào quý cô chú anh chị, chào mừng mọi người đã quay trở lại. Thì hôm nay cũng là một clip nói về clip trước thì em cũng là một cây Asheri. Cây này thì cũng là cây Asheri mọi người đó, nhưng mà cây này thì model nó cao hơn cây kia, cây IE35, còn cây này là IE50 mọi người. Dòng đàn IE50 này thì nó có cái mã đó là 3TS mọi người, đó là Sunburst nha mọi người. Đó, thì cây đàn này nó có một cái màu nâu và mặt tớp là màu xanh bớt, tông màu hoàng hôn như mọi người ha. Rồi chúng ta sẽ có gì với cây đàn cấu hình này. Cấu hình của cây đàn này thì nó cũng không khác biệt gì mấy so với cây đàn IE35. Tuy nhiên thì ở mặt tớp của cây đàn này thì đây là một cái mặt tớp true solid và lưng hông là mahogany. Đó. Rồi điểm khác biệt của cây đàn này đó là nó có viền mọi người. Trên cây IE50 là nó có viền, nó có cái viền nè mọi người. Đó, nó có viền chạy dọc này ha. Rồi, và ở trên miệng thùng nó có khảm. Nó có khảm, tiếp tục nó có khảm xà cừ ở miệng thùng nữa. Rồi, về phần cái phím gỗ đưa ra mọi người. Thì ở dưới cái phím gỗ này nó sẽ có một cái miếng gỗ nữa. Họ thi công rất là chi tiết nha. Trên đàn này em đánh giá là họ thi công rất là chi tiết cái phím gỗ để mà trợ lực cho cái miếng gỗ ở trên. Đó, và cây đàn này nó có tia chỉnh cần nha mọi người. Rồi, lưng hông là mahogany. Đó, rất là đẹp. Thì cái đàn này trong tình trạng là đẹp nha mọi người. Đẹp. Rồi, nó sẽ khác biệt gì so với những cái cây đời thấp hơn. Thì đời thấp hơn thì chúng ta sẽ không được sở hữu bộ khóa này mọi người. Trên IE50 sẽ có được bộ khóa Rover mọi người. Đây là một bộ khóa đúc của hãng Rover, một hãng rất là nổi tiếng nha mọi người. Rồi, điều khác biệt thứ hai đó là inlay đóng trên phím gỗ mọi người ha. Inlay đóng trên phím gỗ ở trên những cái đời IE cao á thì nó sẽ có inlay đẹp hơn. Đó, đóng xà cừ inlay luôn, rất là đẹp. À, đầu cần thiết kế cũng tương tự nha mọi người ha. Tương tự là inlay nó cũng đóng cái phần logo chữ hai cái mặt trăng đang xen tạo hình chữ S nha mọi người, và cái dòng chữ Asheri. Nhưng mà em cảm giác là khi ở đời cao hơn mọi người thì cái xà cừ này nó sẽ đẹp hơn nha. Ở đời cao thì xà cừ đóng này nó sẽ đẹp hơn, nó biến đổi màu sắc và cái màu của xà cừ nó gọi là già hơn mọi người, xà cừ nó già hơn, nó đẹp hơn. Đó, đầu cần đẹp hơn và kết hợp với bộ khóa Rover nữa. Đó, thì ở trên những cái đời IE50 thì nó sẽ có như vậy. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái phần cũng khá là quan trọng, đó là bộ EQ. Ở trên đời IE50 thì nhà Asheri họ sẽ sử dụng EQ của Fishman, nhưng mà nó là một cái phiên bản Clear quay 60 mọi người. Đây, Clear quay 60. Đó. Cũng của Fishman luôn. Đây là một cái bộ EQ zin nha mọi người. EQ zin theo đàn. Thì Asheri họ lựa chọn phát triển song hành cùng với Fishman. Họ không có sáng tạo ra một cái bộ EQ dành riêng cho thương hiệu của họ, nhưng mà họ sẽ sử dụng một bộ EQ Fishman thông dụng và đã có nhiều người chơi rồi, nhiều người biết tới rồi, để họ sử dụng cho cái đàn của họ nha mọi người. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tới phần chỉ kêu gót cần, mọi thứ chi tiết nha mọi người. Đó, mọi thứ chi tiết trên cái đàn này đều là nguyên zin hết và rất là đẹp mọi người. Hiện trạng cái đàn này cũng rất là đẹp, các chi tiết vẫn còn rất là tốt nha mọi người ha. Action thì mọi người yên tâm, những cái đàn này nó có tới chỉnh cần và ngựa vẫn còn zin nha mọi người. Đó, mặt tớp rất là đẹp. Rồi đó là điều khác biệt của IE50 thôi mọi người. Về âm thanh thì mọi người có thể tham khảo trên các clip ở trên YouTube. Họ đánh giá về âm thanh cây đàn này và mọi người mở, mọi người nghe, mọi người tham khảo mọi người ha. Thì đối với em thì em mua món hàng gì cũng vậy, em cũng đều tham khảo rất là nhiều nơi, tham khảo âm thanh, tham khảo tất tần tật về cây đàn đó, hoặc là một món gì đó em tham khảo tất cả mọi thứ. Thì thật sự thì em cũng muốn test cho mọi người lắm, nhưng mà thật ra cái tiếng mà em thu âm vào để mà mọi người nghe được trên điện thoại của mọi người á, nó thật sự nó rất là khác biệt mọi người. Có thể là em chơi cái đàn này em thấy rất là hay, tiếng của rất là hay, nhưng mà khi em thu âm và em boss lên này là mọi người xem, mọi người thì đa phần thì mọi người cũng thích xem clip test lắm, nhưng mà thật sự thì mọi người biết được là cái âm thanh nó không phải âm thanh thật của cái đàn ngoài mà. Đó, cái này là em xin chia sẻ thật cho mọi người nha, nó không phải âm thanh thật của cái đàn. Âm thanh thật của cái đàn là mình ở ngoài mình nghe thì mình mới biết được âm thanh thật của cái đàn nha mọi người. Thế nên có quý cô chú anh chị có đóng góp với Gia là sau Gia đăng đàn mà Gia không có test đàn
thì thành thật với cô chú anh chị là thứ nhất là em không có biết đàn, thứ hai là em biết được một cái sự thật, đó là khi mà âm thanh mình thu bằng cái điện thoại và mọi người nghe bằng cái điện thoại nữa thì cái đàn hay nó thành cái đàn dở mọi người. Đó, cái đàn hay nó thành cái đàn dở, cái đó nó mới khó chịu. Thật sự em không muốn vậy. Thì em sẽ cố gắng em đầu tư một cái dàn sao cạc, em thu âm. Thì khi đó cái âm thanh của nó mới tới tay của quý cô chú anh chị, nó mới gọi là chân thật khoảng tầm 80-90%, chưa tới 100% đâu mà quý cô chú anh chị. Thật sự không có gì là 100% cả hết. Những cái dụng cụ hỗ trợ như sao cạc và mic thu âm thì em sẽ cố gắng em set up và em thu âm cho mọi người với cái âm thanh mà nó chất lượng nhất. Đó, thế nên mọi người cũng thông cảm cho em nha. Em cũng từ con số 0 em đi lên thôi. Em cũng để dành tiền và em sẽ cố gắng để mà đầu tư thêm những cái trang thiết bị có thể giúp cải thiện hơn trang YouTube của mình cũng như là các bán hàng của mình. Thế nên là mọi người đóng góp ý kiến cho em thì em rất là chân thành cảm ơn cho quý cô chú anh chị. Tuy nhiên thì có những cái em chưa làm được mọi người, nên mọi người thông cảm, em chỉ làm bằng hết sức mình thôi. Nghĩa là em tư vấn cho mọi người và em show cho mọi người tất cả các chi tiết trên cây đàn nó thật nhất, nó chi tiết nhất cho mọi người. Và ngày càng phải sửa lỗi của mình. Ai cũng có lỗi hết, ai cũng có chăm sóc khách hàng nó không tốt hết mọi người. Thế nên thật sự là được sự yêu mến và quan tâm của mọi người, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của em trong công việc. Rồi thì sau cùng cuối clip thì em sẽ gửi giá cho mọi người. Đây là cây đàn Asheri EA 50 3TS. Đó, mọi người thấy cái tem ha. Cái tem họ thiết kế cũng rất là đẹp nha mọi người. Cây đàn này là EA 50. Thì cái dòng đàn này thì hiện tại shop trên Phan Gia đang bán mức giá là 8 triệu mọi người. Thì mọi người cứ biết giá mới của nó thì mọi người cứ lên mạng mọi người search thôi. Đó là EA 50. Thì nó sẽ ra giá mới đâu đó khoảng tầm khoảng 15-16 triệu gì đó mọi người. Đó, nếu mà mọi người mua cũ thì nó tầm khoảng 8 triệu, giống như là cây đàn của em. Em bán hiện tại shop Vinh Nhật Văn Gia đang bán cây đàn này với giá là 8 triệu, là rẻ gần gấp phân nửa rồi mọi người, rẻ phân nửa. Thì mọi người có thể tiết kiệm được khá khá tiền khi mà mua một cây đàn mới. Đó, thế nên mọi người có thể là cân nhắc cái dòng đàn này mọi người. Thật sự cái dòng đàn X-Series là một trong những dòng đàn sinh sao rẻ muộn thôi, nhưng mà nó rất là hay nha mọi người. Nó không kém cạnh gì nó không kém cạnh gì Takamai mọi người. Đó, nếu mà mọi người chỉ tập trung vào âm thanh, không quá chú trọng về thương hiệu thì đây là một trong những cái đàn có thể nói là vừa túi tiền nhất mọi người. Mọi người có thể mua về, mọi người có thể là biểu diễn chuyên nghiệp bình thường, nó đáp ứng đủ các điều kiện, các yêu cầu của mọi người luôn, rất là tuyệt vời. Với cây đàn Asheri EA 50 ra, xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị trong cái tiếp tới nữa. Chào, bye bye mọi người.